Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. Kia K năm 2024 chốt giá gần 600 triệu đồng. Kia vừa công bố giá bán sedan K năm 2024 tại Mỹ. Cụ thể, sẽ có giá từ 25.390 USD, tương đương 590,64 triệu đồng. Kia K năm 2024 chỉ có một thay đổi đáng chú ý về trang bị là phiên bản giá trị line dẫn động cầu trước với hàng ghế trước có sợi ấm. Cả năm 2024 phiên bản rẻ nhất là LXS tăng $100, 2,33 triệu đồng, lên mức $25.390, 590,64 triệu đồng. Cả năm giám thị lai tăng $100, 4,66 triệu đồng, lên $26.890, 625,53 triệu đồng. Cung cấp sức mạnh cho Kia K năm 2024 là động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,6 lít. Động cơ này sản sinh công suất TFSO đạt 180 mã lực, 134 kW trên 183 PS, mô men xoắn cực đại 195 Bauletti, 264 nanomet, hộp số tự động 8 cấp kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian AVKD. Kia K năm giá trị cao cấp nhất có giá khởi điểm $31.790, 739,52 triệu đồng. Phiên bản này dùng động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 2,5 lít cho công suất 290 mã lực, 216 kW trên 294 PS và mô men xoắn 311 Bauletti 421 nanomet, hộp số ly hợp kép 8 cấp, hệ dẫn động AVKD. Cả năm LXS được trang bị đèn LED thể thao, kính chắn gió nhiều lớp cách âm và mâm xe hợp kim 16 inch. Đồng thời, phiên bản này cũng được trang bị điều hòa không khí tự động hai vùng, dàn âm thanh 6 loa với viền sơn kim loại và hệ thống thông tin giải trí 8 inch, tương thích với Android Auto và Apple CarPlay không dây. Các hệ thống hỗ trợ người lái tiêu chuẩn trên Kia K năm 2024 bao gồm hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm khi có phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ tránh va chạm phía trước với tính năng phát hiện phương tiện và người đi bộ. Ngoài ra, sedan hạng D này còn có tính năng hỗ trợ giữ làn đường, đi theo làn đường, cảnh báo người ngồi phía sau, đèn pha tự động. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.